Ngày 9 tháng 8, tỉnh hương Yên phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổ chức hội nghị trực tuyến tới 25 tỉnh, thành phố trong cả nước và tới 11 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản năm 2022. Dù hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hương Yên. Tại điểm cầu tỉnh Lào Cai, có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện nay có trên 5.000 hecta nhãn, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 4.800 hecta, sản lượng năm 2022 ước đạt 45.000 tấn. Ngoài nhãn lồng, sản vật nổi tiếng của tỉnh, Hưng Yên còn tập trung sản xuất nhiều nông sản chủ lực như cây vải, cam bưởi, với mong muốn đưa nhãn lồng nông sản Hương Yên vươn xa hơn nữa, Ủy ban nhân dân tỉnh Hương Yên cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, đơn vị góp phần thúc đẩy tiêu thụ nhãn và nông sản của tỉnh. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu rõ Hưng Yên cần chủ động quảng bá xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tư thụ thông qua các hệ thống phân phối lớn và sàn giao dịch điện tử, kết nối với các tỉnh có cửa khẩu quốc tế để cùng tháo gỡ khó khăn, đưa quả nhãn và nông sản Hưng Yên xuất khẩu thuận lợi. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cũng khẳng định, với hai cặp cửa khẩu quốc tế thông thương với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, Lào Cai sẽ tích cực phối hợp cùng với tỉnh Hưng Yên đưa quả nhãn xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai thuận lợi nhất. Trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hương Yên khởi động chương trình đưa nhãn lồng và nông sản Hương Yên lên sàn thương mại điện tử năm 2022. Lễ cắt băng xuất hành đưa nhãn lồng và nông sản Hương Yên vào các hệ thống phân phối. Lễ ký biên bản hợp tác tiêu thụ nhãn và nông sản giữa đại diện doanh nghiệp phân phối, sàn thương mại điện tử và hợp tác xã.